Hello các bạn, lại là Xin Chan Review đây. Trong video hôm nay các bạn sẽ biểu diễn vở kịch Nàng Bạch Tuyết và ai thắng sẽ được ăn kẹo táo. Hãy đón xem trong tập phim Tớ Muốn Ăn Kẹo Táo. Xem ngay thôi nào. Một hôm Nene đi trung tâm mua sắm với mẹ. Đi qua quầy táo, cô bé muốn được ăn kẹo táo, một món ăn rất hot hiện nay. Nene quyết định đến công viên rủ các bạn về nhà làm chung. Mẹ Nene đang mừng thầm vì không có thằng nhóc đầu khoai tây ở đây, thì nhắc phát xuất hiện ngay. Ông có phải là người mua táo đâu mà mời chứ? Mẹ Nene chắc cay cú lắm. Đây, tha hồ táo để làm. Nhóc xin hỏi sao nhiều vậy mà mỗi người được có một quả, làm cho cô ngượng chết đi được. Biết ngay là chọn quả to nhất mà. Mỗi người cũng chọn một quả cho mình. Trong lúc chờ mẹ Nene chuẩn bị kẹo, cô con gái này hứng sao không thử đóng giả Bạch Tuyết nhỉ? Mấy đứa cảm thấy lo lắng vì lúc đầu Nene đâu có nói. Có thể đó là cái bẫy của phù thủy Nene chăng? Mấy đứa này cứ tranh nhau vai Bạch Tuyết, bởi vì chỉ có Bạch Tuyết mới được ăn táo thôi. Còn Kazama vì sĩ diện nên chọn làm hoàng tử, nhưng hoàng tử phải hôn Bạch Tuyết nha. Cậu nhóc cảm thấy mắc ói nên đành phải làm Bạch Tuyết thôi. Nhưng chỉ còn vai phù thủy cho cậu thôi nha, nhưng Kazama không chịu. Thế thì có đến 5 Bạch Tuyết, thế còn ai là phù thủy đây? Mấy đứa này đúng là, sao lại cho mẹ vai phản diện chứ? Nene thấy chưa ổn lắm, bảo mẹ mình diễn lại lần nữa. Nhưng lần này diễn giống quá làm cho mấy đứa sợ té đái. Xin giới thiệu, ba nàng Bạch Tuyết Cute Hộp Me đây. Ngừng chơi nào mấy đứa, xuống ăn thôi. Mới nấu ăn xong giờ còn bị bắt đóng kịch tiếp chứ, mệt thật. Bà phù thủy cùng rổ kẹo bước tới, Bạch Tuyết Nene thấy tò mò muốn được ăn thử. Đang diễn hay thì ông xin lại phá đám, còn lắc mông nữa. Mấy đứa này cứ tranh giành nhau ai là Bạch Tuyết đẹp nhất, lý do thì để được chọn táo chứ gì nữa. Kazama mặt lạnh lùng nhưng đứng trước cám dỗ cũng hóa thành nàng công chúa yếu đuối cả. Ông làm tụi tôi phát ớn đó Kazama. Nhưng mà đủ 5 cây mà mấy đứa, sao lại tranh giành như thế? Ông xin này lợi dụng thời cơ để lấy ăn trước, sao ông khôn thế? Cái tội ăn mà không nhai kỹ nên nghẹn này, ra là cái vị vẫn mặn mà như mọi lúc. Đến lượt mấy đứa này nữa, thế sao còn táo diễn kịch được chứ? Nhưng đúng là vị của nó mặn quá. Đã tốn công làm còn bị chê khiến mẹ Nene tức giận, chút giận toàn bộ nội công vào nhưng chú thỏ tội nghiệp. Video đã kết thúc rồi, mọi người nếu muốn xem thêm thì hãy nhấp vào video trên màn hình. Hãy ấn đăng ký kênh và like video giúp mình nhé. Xin cảm ơn.